chào mừng các bạn đã quay trở lại với trang review sản phẩm của Emin. Hôm nay mình xin được giới thiệu với các bạn cái sản phẩm là Flare One, là một cái máy đo camera nhiệt. Cái này thì nó là cái thiết bị kết nối vào cái điện thoại của bạn. Ví dụ như cái này nó là kết nối vào Android với cái cổng kết nối là Type C. Và cũng có cái loại là kết nối là tip S. Máy được đóng trong một hộp giấy rất là đẹp và chắc chắn. Đây là một quyển hướng dẫn sử dụng rất nhiều thứ tiếng. Máy chính nhá. Một cáp kết nối với tip C hoặc là tip S. Một cái bóc đựng. Với cái camera đo nhiệt này thì trước hết chúng ta sẽ vào cái Google Play của máy và chúng ta sẽ đào cái đúng cái tên của nó là Flare One vào đây. Flare One. Chúng ta đánh vào là chúng ta sẽ xuất được cái app nó. Về máy thì chúng ta lưu ý là nó có, trước khi sử dụng chúng ta phải sạc pin cho nó. Cái này chúng ta sẽ sạc khoảng 40 phút mà sẽ được sử dụng được trong 1 tiếng. Đây, cái cổng kết nối đi kèm theo một cái dây tip C hoặc là tip S. Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách kết nối và cách. Đây, là sẽ vào cái Flare One. Đọc lên và chúng ta sẽ bật nguồn lên đây. Đây chúng ta sẽ cắm vào này. Chúng ta cái tip và cái này chúng ta sẽ khóa nó lại. Ok, chúng ta sẽ có thể là kích vào luôn mở hoặc là không luôn mở. Đây, ví dụ như tôi đang quay thử. Ở đây thì chúng ta sẽ chọn được các điểm ảnh, các thứ tự. Ví dụ chúng ta sẽ đặt cái con này, con 1 và chúng ta sẽ đăng nó lại. Đây, chúng ta sẽ có điểm, chúng ta sẽ có thể ghi được điểm để lấy nhiệt độ. Nếu là book, có thể khoanh vùng để chỗ được. Đấy, ví dụ. Đưa cái điểm ảnh, ví dụ chúng tôi quay một bạn kia đang ngồi kia thế nào. Đấy, có thân nhiệt vào đây. Anh em lộn này. Còn xóa đi chúng ta chỉ cần gạt sang như thiết bị Android bình thường. Chúng ta sẽ xóa đi. Đặt nó lại là chúng ta sẽ hết. Đây là chế độ các chế độ setting, cài đặt đi sẵn không này. Rồi có cái điều chỉnh nhiệt, chọn nhiệt độ là định vị bức ảnh, chụp ảnh. Đây là chụp. Máy thì có cái độ phân giải nhiệt là 160 x 120 pixel và độ phân giải điểm ảnh là 1440 x 1080, rất là nhỏ gọn. Nhiệt độ hoạt động từ âm 20 độ cho đến 400 độ C. Độ nhạy của nhiệt là 150 mili. Cảm ơn các bạn đã theo dõi trang review của Emin. Hẹn gặp các bạn ở cái review sau.